Việc mà chúng ta sử dụng keo giam xét F-Con G5 Pro để chúng ta tiến hành là thi công sửa chữa như là cơ nới, việc mà chúng ta sử dụng keo này, chúng ta tiến hành là neo cấy, bổ sung các cái vị trí thép chờ hay bu lông chờ và cấu kiện bê tông đã có sẵn thì rất là nhanh chóng, là dễ dàng, tiết kiệm được các cái chi phí như nhân công hay tiết kiệm được cái thời gian mà chúng ta thi công. Đó, nó mang lại được hiệu quả tốt nhất cho quá trình chúng ta sử dụng. Vâng, chào các bạn. Hiện nay thì có rất là nhiều các công trình dự án hay là các công trình dân dụng trong việc mà chúng ta cơ nới sửa chữa hay là xây dựng mới hoàn toàn. Cái việc mà chúng ta sử dụng để chúng ta neo cấy thép chờ và bu lông vào cấu kiện bê tông đã có sẵn, việc mà chúng ta sử dụng các cái hóa chất xây dựng, hóa chất để chúng ta neo cấy thì hiện nay thì đang có rất là nhiều cái loại sản phẩm rồi. Thì ngày hôm nay thì Giam Xét Hà Nội chúng tôi sẽ giới thiệu như là chia sẻ các bạn một cái sản phẩm keo chuyên neo cấy thép chờ bu lông vào cấu kiện bê tông đã có sẵn và tốt nhất trên thị trường hiện nay là sản phẩm keo giam xét F-Con G5 Pro. Đây là sản phẩm keo các bạn nhé. Cái việc mà chúng ta sử dụng để chúng ta tiến hành là thi công neo cấy bu lông để cho các vị trí như kết cấu thép nó hoàn toàn là an toàn cũng như là nó rất dễ cho việc mà chúng ta nhanh chóng trong việc mà chúng ta sử dụng, mà chúng ta thi công đòi hỏi tiến độ cũng như là đòi hỏi một thời gian ngắn để chúng ta sử dụng vật liệu này, chúng ta thi công rất là nhanh và ổn định. Keo giam xét F-Con G5 Pro này thì sử dụng rất là nhiều trong việc là chúng ta sẽ cải tạo các công trình cũ như là bổ sung các cái vị trí thép cột, thép dầm, thép sàn, hay là chúng ta liên kết cầu thang bộ với vách thang máy, liên kết thép của đài móng, dầm móng, sàn tầng hầm, dầm tầng hầm vào tường vây, barret trong trường hợp là thép chờ trước bị sai lệch hoặc là bị thiếu hụt hoặc là thay đổi thiết kế. Đó, chúng ta liên kết giữa cốt thép của cấu kiện đã hoàn thành với cốt thép của cấu kiện mới nhưng mà nó không ảnh hưởng, như là không xảy ra các vấn đề như là tụt hay là gây đứt thép. Ngoài ra thì chúng ta còn sử dụng keo để chúng ta tiến hành là xử lý rủi ro sai sót trong quá trình thi công, như là thép bị gãy này, thép chờ không đúng vị trí hoặc là các vị trí không thể lắp đặt thép chờ trước, hay là các cái vị trí mà có độ rủi ro sai sót lớn. Và khi mà chúng ta sử dụng cái vật liệu giam xét F-Con G5 Pro này, khi mà chúng ta mua vật liệu này thì một tiếp keo sẽ đi kèm với đó là một vòi trộn keo, như là một đầu đấu nối đủ một bộ của một tiếp keo các bạn nhé. Đó, thì việc thi công thì rất là dễ dàng. Chúng ta sẽ tiến hành là sử dụng cái súng bơm keo. Đó, súng bơm keo giam xét F-Con G5 Pro. Thì bên Giam Xét Hà Nội chúng tôi có hai loại súng các bạn nhé. Có loại súng của hãng này, nhất là có một loại súng của hãng giam xét chính hãng. Đó, đây là súng giam xét này của hãng này. Thì việc chúng ta thi công là chúng ta sẽ tiến hành là lắp keo vào súng. Chúng ta sẽ thi công rất là dễ dàng khi mà chúng ta sử dụng súng chuyên dụng của nó. Và thứ hai là thì Giam Xét Hà Nội chúng tôi có một sản phẩm súng ngoài nữa. Đó, thì với mức giá rất là hợp lý cho mọi người có thể sử dụng hơn so với sản phẩm súng của bên hãng có cung cấp. Đó, thì các bạn nếu mà các bạn nhu cầu mua súng hoặc là sử dụng với số lượng ít thì các bạn có thể sử dụng cái súng ngoài như này để đảm bảo chúng ta thi công nó mang lại hiệu quả nó nhanh hơn. Về quá trình mà chúng ta sử dụng keo để chúng ta tiến hành là thi công bơm và neo cấy thép hoặc là bu lông thì tôi đã có video hướng dẫn rất là chi tiết trong kênh tư vấn xây dựng về tất cả các hạng mục, như là hướng dẫn về quá trình chúng ta thi công neo cấy thép chờ vào bê tông như thế nào, hay là thi công neo cấy bu lông vào bê tông như thế nào thì rất là chi tiết rồi. Thì các bạn có thể truy cập vào kênh tư vấn xây dựng, các bạn có thể xem lại cũng như là xem kỹ về những cái quá trình mà tôi đã hướng dẫn để các bạn có thể thi công nó mang lại hiệu quả tốt nhất trong quá trình mà chúng ta sử dụng sản phẩm keo giam xét F-Con G5 Pro và chúng ta thi công vào cái hạng mục mà chúng ta sử dụng. Để mua được các cái sản phẩm chính hãng của giam xét
như giam xét S-Con G5 Pro thì các bạn hãy qua với giam xét Hà Nội chúng tôi với địa chỉ là số 156 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội. Thì ở đây thì chúng tôi cam kết cho các bạn là khi mà chúng tôi sử dụng như là bán cho các bạn các sản phẩm của hãng giam xét như giam xét S-Con G5 Pro trên tay tôi đây là các sản phẩm chính hãng của hãng giam xét đó, thì các bạn có thể kiểm tra rõ ràng thông tin đầy đủ thì các bạn khi trước khi mua để đảm bảo là các bạn mua được cái sản phẩm tốt nhất. Các bạn có ý kiến đóng góp gì về các sản phẩm keo hay là các bạn cần tư vấn thêm gì thì các bạn có thể để lại bình luận ở dưới video này, hoặc là các bạn có thể truy cập vào website là www.giamxethanoi.com để các bạn có thể tìm hiểu thêm các thông tin như là neo gây thép này, các bu lông nở này, hay là các sản phẩm như là súng bơm keo. Các bạn có thể truy cập vào trong web này là các bạn có thể tìm hiểu thông tin rất là chi tiết có trong web rồi. Ngoài ra là các bạn cần hỗ trợ trực tiếp hay là hỗ trợ một cách nhanh chóng nhất về hướng dẫn thi công hay là các sản phẩm về keo neo cấy, súng thi công, bơm keo thì bạn có thể gọi điện trực tiếp qua số điện thoại là 0911 887 113 để được nghe hướng dẫn như tư vấn một cách cụ thể cũng như chi tiết nhất về cái sản phẩm này để giúp các bạn có thể thi công như am hiểu về cái vật liệu này hơn. Rất cảm ơn các bạn đã xem video chia sẻ của Giám sát Hà Nội ngày hôm nay. Thì các bạn hãy đừng quên là đăng ký kênh tư vấn xây dựng để có thể cập nhật được những video mới nhất mà chúng tôi có thể chia sẻ về các loại keo cấy thép mà chúng tôi đang cung cấp để chúng ta sử dụng thi công cho các công trình chúng ta cần thiết.